Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Hà Tĩnh, cháy lớn, cơ sở kinh doanh ga bị thiêu rụi. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Hà Nội, nông dân kiếm bạc triệu nhờ vào dịch vụ chụp ảnh tại vườn cải. Phản ánh của khán giả Đặng Anh Tuấn từ số điện thoại 0168 3 số cuối 730. Lấn chiếm lòng đường Đại lộ Thăng Long Hà Nội làm nơi buôn bán. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ tại chi nhánh công ty cổ phần Fimeco, phòng 602 tòa nhà 141 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có số điện thoại 0989 3 số cuối 223. Hà Nội xe máy cũ chở hàng quá khổ quá tải phóng nhanh trên đường, phản ánh của khán giả Trần Cường Anh ở phố Thụy Khuê, Hà Nội. Dòng sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Trụ, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Duy Huy có địa chỉ email yêuvợanh22111@gmail.com. Thông điệp bảo vệ rừng, clip do khán giả Trần Danh Nam có địa chỉ tại số 3 Inicaso, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thực hiện. Hòn Đá Bạc, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, chia sẻ của khán giả Anh Quốc ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 24 tháng 12, một vụ cháy nổ kinh hoàng đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ga thuộc khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hai ngôi nhà cùng nhiều đồ vật bên trong. Hàng trăm người dân xung quanh hoảng sợ. Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn này đã được khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687 ghi lại và gửi về chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, cửa hàng kinh doanh ga của anh Võ Sơn Thường ở khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ vị trí phát nổ, rực sáng cả một khu dân cư. Do ngọn lửa bùng phát khá mạnh, lo sợ nhiều bình ga trong cửa hàng phát nổ nên những người dân không dám tới gần. Khoảng 20 phút sau, xe cứu hỏa và lực lượng an ninh trên địa bàn huyện đã có mặt tại hiện trường. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Những bình ga chưa phát nổ được đưa ra khỏi đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã khiến ngôi nhà bị sập đổ. Nhiều vật dụng có giá trị bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, do sức ép của vụ nổ quá lớn, nên ngôi nhà bên cạnh của gia đình anh Đặng Đình Lâm cũng bị hư hỏng nặng. Nổ xảy ra cạnh quốc lộ 1A nên có rất nhiều người dân qua đường hiếu kỳ đứng xem. Lại đúng trong đêm Noel đông người đi lại nên đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Theo phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải thì vào thời điểm trên, nhiều người sống ở khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh bỗng nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tục phát ra. Tiếp đó ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ vị trí phát nổ, rực sáng cả một khu dân cư. Nhanh chóng xác định vụ cháy nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh ga của gia đình anh Võ Xuân Thường, nhiều người dân đã chạy tới hỗ trợ dập lửa, cứu người. Tuy nhiên do sợ ga phát nổ nên mọi người không dám tiếp cận.
một số người đã liều mình đến gần hiện trường, cố lôi hai người là anh Thường và một người làm công ra ngoài. Hai nạn nhân cũng đã được người dân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà khán giả Trần Mạnh Hải cung cấp cho chương trình, thì nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ hỏa hoạn này là người làm công đã qua cơn nguy kịch. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do chập điện. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra làm rõ. Khán giả Đặng Anh Tuấn từ số điện thoại 0168 3 số cuối 730 cho biết, mỗi năm cứ vào độ cuối tháng 11, đầu tháng 12, khi những vườn cải ở ngoại thành Hà Nội nở rộ nhất, cũng là lúc du khách đến đây thưởng lãm và chụp ảnh. Đặc biệt là vào ngày cuối tuần, lượng khách đến tăng lên đột biến. Khách càng đông, các chủ vườn cải càng phấn khởi, bởi dù các vị khách trẻ tuổi có hái hoa hay là dẫm nát cây, thì các chủ vườn cũng đã kiếm được bạc triệu từ loại hình dịch vụ đắt khách này. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận của khán giả Anh Tuấn tại vườn cải vào một ngày cuối tuần. Những vườn cải mênh mông ở huyện Châu Quỳ, Gia Lâm luôn được xem là điểm dừng chân lý thú của nhiều du khách, đa số là các bạn trẻ. Những ngày thường, lượng khách đến chơi và chụp ảnh tại vườn cải khoảng vài chục người, đa số là sinh viên trường đại học nông nghiệp. Nhưng đến cuối tuần, lượng khách đông lên đáng kể, trung bình khoảng vài trăm người một ngày. Trong đó có không ít người đến chụp ảnh cưới. Khi dịch vụ vườn cải nở rộ trong vài năm trở lại đây, số lượng vườn cải cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc này cũng khiến các hộ kinh doanh khó khăn hơn để thu hút khách đến với vườn cải của mình. Bên cạnh đó, các chủ vườn cũng phải bỏ ra không ít công sức, chăm chút và canh chừng trước cảnh du khách tự do chạy nhảy, tạo dáng đủ các tư thế, dù chủ vườn dọa sẽ phạt tiền nếu làm nát hoa cải. Theo phản ánh của khán giả Đặng Anh Tuấn, thì khi nhắc tới vườn cải dọc bờ sông Đuống, cánh đồng Yên Viên hay thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, nhiều người liên tưởng tới phong cảnh đồng quê tuyệt đẹp, nơi chụp ảnh lý tưởng cho giới trẻ. Được biết, ngày trước cứ đến vụ đông là người dân ở đây chuyển sang trồng cải bán rau, rồi lấy hạt để gieo vụ sau hoặc là để bán, thu nhập cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng. Nhưng từ khi có một số du khách thấy vườn cải nở hoa vàng rực, tự ý vào chụp ảnh, lúc đầu thì bị chủ vườn không đồng ý, sợ nát cây. Về sau thấy có thể kiếm thêm thu nhập từ hình thức thu vé vào chụp ảnh, nên các chủ vườn bắt đầu chuyển sang kinh doanh lại dịch vụ này. Nhà nọ bảo nhà kia, giờ đây đồng cải mênh mông vàng rực đã trở thành một địa điểm rất hút khách, nhất là vào dịp cuối tuần, góp phần đem lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Khán giả Đặng Anh Tuấn cũng cho biết thêm, để được vào vườn cải chụp ảnh, du khách phải trả tiền vé dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng. Ngoài ra còn có phí gửi xe máy là 10 ngàn đồng và ô tô là 50 ngàn đồng. Đối với những đoàn chụp ảnh cưới thì phải trả 200 ngàn đồng một đoàn. Nếu muốn có những bức hình đẹp chụp từ trên cao thì phải trả thêm 20 ngàn đồng để thuê thang đã được chủ vườn chuẩn bị sẵn. Từ khi có dịch vụ chụp ảnh vườn cải, nhiều gia đình kiếm tiền triệu mỗi ngày. Thu nhập lại ổn định, nhiều người đã bỏ trồng hoa màu chuyển sang trồng cải, mở dịch vụ bán vé chụp ảnh. Thời gian gần đây, trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội, đoạn gần trung tâm hội nghị quốc gia, xuất hiện nhiều quán hàng rong ngang nhiên đứng dưới lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ tại chi nhánh công ty cổ phần Fimeco, phòng 602, tòa nhà 141, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có số điện thoại là 0989 3 số cuối 223. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh. Hình ảnh được ghi lại mới đây tại đại lộ Thăng Long, Hà Nội, đoạn gần trung tâm hội nghị quốc gia. Những người bán hàng dùng các phương tiện như xe đạp, xe máy để chở hàng, hoặc đơn giản là những thùng xốp đứng ngay dưới lòng đường để chờ người đến mua như thế này. Người mua để tiện cho mình, cũng vô tư đứng dưới lòng đường mua hàng mà không hề quan tâm đến luật lệ giao thông hay ảnh hưởng đến những người xung quanh.
khán giả Trần Xuân Cường cho biết đại lộ Thăng Long là tuyến đường vừa đẹp vừa rộng, là công trình chào đón 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Trên tuyến đường này có lưu lượng người tham gia giao thông khá lớn và đi với tốc độ cao, nhất là vào giờ cao điểm. Hình ảnh những người bán hàng thản nhiên đứng dưới lòng đường chào vẫy khách vào mua hàng đã làm mất mỹ quan của tuyến đường. Khán giả Xuân Cường cũng cho biết thêm, hiện tượng này diễn ra thường xuyên còn làm mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cùng chính bản thân những người bán hàng. Qua chương trình, anh Cường mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý đối với các trường hợp trên để trả lại mỹ quan đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một phản ánh khác về giao thông. Vào sáng ngày 23 tháng 12 vừa qua, khán giả Trần Cường Anh ở phố Thụy Khuê, Hà Nội đã tình cờ ghi lại được một số hình ảnh vi phạm luật an toàn giao thông ngay giữa thủ đô Hà Nội. Mặc dù chiếc xe máy đã cũ nát, quá hạn sử dụng nhưng vẫn chở theo một số lượng hàng hóa rất lớn, phóng như bay trên đường. Hình ảnh này khiến nhiều người đi đường hốt hoảng. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip này. Hình ảnh này được khán giả Cường Anh ghi lại vào sáng ngày 23 tháng 12 vừa qua trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Một chiếc xe máy đã khá cũ, nhiều bộ phận hoen rỉ, chở theo sau số hàng hóa cồng kềnh gồm những hộp giấy lao nhanh trên đường phố. Người điều khiển chiếc xe này thuộc độ tuổi trung niên. Hàng hóa trên xe được chất khá cao, che khuất cả biển số. Không chỉ chở hàng quá khổ, quá tải, chiếc xe còn phóng nhanh và ẩu, khiến nhiều người đi đường phải giật ra hai bên để tránh. Theo phản ánh của khán giả Cường Anh thì đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến những hình ảnh tương tự trên tuyến đường này. Là một tuyến đường huyết mạch nối liền với quốc lộ 6 nên đường Quang Trung Hà Đông luôn có mật độ rất đông. Tuy nhiên tại đây thường xuyên xuất hiện những chiếc xe chở hàng quá khổ, quá tải, lạng lách, phóng nhanh trên đường. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, đa phần là do những chiếc xe này chạy nhanh, chở hàng cồng kềnh nên mất lái hoặc là do va chạm với những chiếc xe khác trên đường. Sự việc khiến những người dân sống gần khu vực này cùng những người tham gia giao thông hết sức bức xúc. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Cường Anh kiến nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm như trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên đường. Khán giả Duy Huy có địa chỉ email yêuvoanh221191a@gmail.com cho biết, hiện nay dòng sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Trụ, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hoa màu của người dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà khán giả Duy Huy đã gửi về chương trình. Đây là hình ảnh ghi lại ở một khúc sông thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nước sông có màu đen kịt, nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối. Ở trên nhà đó, chai đầy trên nhà đó. Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến số lượng cá sinh trưởng tự nhiên tại con sông này bị suy giảm đáng kể. Qua tìm hiểu, khán giả Duy Huy cho biết, mỗi tháng nước được xả 1 đến 2 lần, nước có mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu, màu nước đen kịt đặc quánh như than, sủi nhiều bọt trắng khiến cá chết hàng loạt mỗi khi nước thải chảy về. Khán giả Duy Huy cho biết thêm, nhiều năm nay người dân sống hai bên bờ sông ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự ô nhiễm của con sông này. Nguyên nhân được biết là do việc xả nước thải hóa chất của các khu công nghiệp ở thượng nguồn xả trực tiếp xuống dòng sông. Không chỉ tác động xấu đến sức khỏe của người dân, hàng ngàn hecta hoa màu và cây công nghiệp trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng vì đây cũng là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các hộ dân trên địa bàn. Phản ánh đến chương trình, khán giả Duy Huy kiến nghị các cấp chính quyền cần có biện pháp xử lý tình trạng trên, kiên quyết xử phạt những doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất vi phạm để bảo vệ dòng sông và người dân nơi đây. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một clip rất đặc biệt mà chương trình đã nhận được từ khán giả Trần Danh Nam có địa chỉ tại số 3 Inicasor, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Với mong muốn gửi tới mọi người dân thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ rừng, anh Nam đã tự làm một clip hoạt hình ngắn khá ngộ nghĩnh. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Gửi thư về chương trình, khán giả Trần Danh Nam chia sẻ. Là một người dân sống trên mảnh đất Tây Nguyên nhiều năm, chứng kiến cảnh rừng ngày càng bị xâm lấn, chặt phá. Không chỉ mình tôi mà những người dân sống trên mảnh đất Ba Gian màu mỡ này đều cảm thấy rất buồn. Rừng không chỉ bị khai thác bừa bãi, trái phép để lấy gỗ, mà nhiều người dân còn thiếu hiểu biết, nghiên cứu khi vô tư phá rừng, làm nương hoặc trồng keo, bạch đàn. Bên cạnh đó, sự tuyên truyền của bảo vệ rừng đối với người dân cũng không được thực hiện thường xuyên và sâu rộng. Việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường và trật tự an toàn xã hội. Vâng, thưa quý vị, gửi clip chia sẻ cùng chương trình, khán giả Trần Danh Nam mong muốn nhắn nhủ tới mọi người, hãy bảo vệ rừng vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, Hòn Đá Bạc được nhiều người biết đến bởi không chỉ là điểm tham quan, du lịch lý tưởng ở Cà Mau, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, ghi dấu chiến thắng kế hoạch phản gián cách mạng 12 của lực lượng an ninh Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với clip của khán giả Anh Quốc ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để tìm hiểu về địa danh đặc biệt này. Hòn Đá Bạc thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, nằm cách đất liền gần 1 km, có diện tích khoảng 6,34 ha. Là một trong những địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Cà Mau chọn làm nơi đến để tham quan, du lịch. Ngoài điểm tham quan, du lịch, Hòn Đá Bạc còn là khu di tích lịch sử khá nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2009. Từ khi tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc và đền thờ Bắc Hồ được xây dựng hoàn thành, Hòn Đá Bạc ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử truyền thống của lực lượng an ninh Việt Nam qua chiến thắng kế hoạch phản gián CM12, đập tan âm mưu của bọn phản động lưu vong do Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy cầm đầu. Vào ngày lễ Tết, đông đảo nhân dân đến đây để viếng, thắp hương và báo công rừng Bác. Ngoài ra, họ cũng cùng nhau trò chuyện, giao lưu và tìm hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Theo chia sẻ của khán giả Anh Quốc thì Hòn Đá Bạc là hòn đảo nhỏ, ven bờ, gồm núi đá và có hệ thực vật phong phú. Với vị trí như chốt tiền tiêu ven biển phía tây của tỉnh, Hòn Đá Bạc ngoài vẻ đẹp hoang sơ còn có giá trị lịch sử văn hóa quan trọng. Hiện nay Hòn Đá Bạc đang được đầu tư xây dựng để trở thành khu du lịch sinh thái biển phục vụ du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Vào tối ngày 24 tháng 12, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại cửa hàng kinh doanh ga thuộc khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khoảng 2 giờ, vụ hỏa hoạn đã khiến ngôi nhà bị sập đổ, nhiều vật dụng có giá trị bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ngôi nhà bên cạnh cũng bị hư hỏng. Hai người trong cửa hàng ga cũng bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, bát số cuối 687.
Mỗi năm, cứ vào độ cuối tháng 11, đầu tháng 12, khi những vườn cải ở ngoại thành Hà Nội nở rộ nhất, cũng là lúc du khách đến đây thưởng lãm và chụp ảnh. Đặc biệt là vào ngày cuối năm, lượng khách đến tăng lên đột biến. Từ khi có dịch vụ chụp ảnh vườn cải, nhiều gia đình kiếm tiền triệu mỗi ngày, thu nhập lại ổn định. Nhiều người đã bỏ trồng hoa màu, chuyển sang trồng cải, mở dịch vụ bán vé chụp ảnh. Phản ánh của khán giả Đặng Anh Tuấn từ số điện thoại 0168, bát số cuối 730. Thời gian gần đây, trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội, đoạn gần trung tâm Hội nghị Quốc gia, xuất hiện nhiều quán hàng rong ngang nhiên đứng dưới lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ tại chi nhánh công ty cổ phần Fimeco, phòng 602, tòa nhà 141 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0989, bát số cuối là 223. Vào sáng ngày 23 tháng 12, một chiếc xe máy đã khá cũ, nhiều bộ phận hoen rỉ, chở theo sau số hàng hóa công kênh, gồm những hộp giấy lao nhanh trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Không chỉ chở hàng quá khổ, quá tải, chiếc xe còn phóng nhanh và ẩu, khiến nhiều người đi đường phải ra xa hai bên để tránh. Phản ánh của khán giả Trần Cường Anh ở phố Thụy Khuê, Hà Nội. Dòng sông Bắc Hưng Hải, đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Trụ và xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hiện đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hoa màu của nhân dân. Nguyên nhân được biết là do việc xả nước thải hóa chất của các khu công nghiệp ở thượng nguồn trực tiếp xuống dòng sông. Phản ánh của khán giả Duy Huy có địa chỉ email yêuvợanh221191@gmail.com. Với mong muốn gửi tới mọi người thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ rừng, khán giả Trần Danh Nam có địa chỉ tại số 3 Inicsor, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tự làm một clip hoạt hình ngắn khá ngộ nghĩnh và gửi về chương trình. Anh Nam cũng nhắn nhủ tới mọi người hãy bảo vệ rừng vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Hòn Đá Bạc là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Cà Mau, thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, có diện tích 6,34 ha. Với vị trí như chốt tiền tiêu ven biển phía tây của tỉnh, Hòn Đá Bạc ngoài vẻ đẹp hoang sơ còn có giá trị lịch sử văn hóa quan trọng. Hiện nay, Hòn Đá Bạc đang được đầu tư, xây dựng để trở thành khu du lịch sinh thái biển phục vụ du khách trong và ngoài nước. Chia sẻ của khán giả Anh Quốc ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng trực tiếp là 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.